Khi được hỏi về việc các đối thủ ở Premier League đã mạnh tay mua sắm trong mùa hè này, Pep Guardiola tỏ ra bức xúc. Chuyện này thì có gì đâu mà mới, nhiều năm nay họ đều như vậy. Chỉ khi chúng tôi chi tiền, mọi thứ mới trở nên lớn chuyện thôi. Tất nhiên tôi lo lắng khi các đối thủ của mình mạnh lên và mỗi năm họ lại mạnh hơn. Arsenal vừa áp đảo hoàn toàn Leverkusen. Man United cũng sẵn sàng trở lại bằng cách mua cầu thủ. Tất cả đều muốn lật đổ ách thống trị của chúng tôi. Arsenal đã chi 27 triệu bảng để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của David Raya và chi 42 triệu bảng cho Ricardo Calafiori. Sắp tới, họ chuẩn bị hoàn tất thương vụ Mikel Merino với thêm 20 triệu bảng. Trong khi đó, Man United đã chi 90 triệu bảng để có được Lenny Yoro và Joshua Zirkzee. Nhưng kế hoạch của Quỷ Đỏ vẫn chưa dừng lại. Họ vẫn đang tìm cách chiêu mộ thêm 4 cầu thủ nữa trước khi kịp chuyển nhượng hè khép lại. Chelsea mua cầu thủ nhiều nhất ngoài hàng Anh mùa hè này, khi họ vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ Samu Omorodion của Atletico Madrid và Pedro Neto từ Wolverhampton với giá khá đắt. Theo The Athletic, đã có ít nhất là 10 cầu thủ mới cập bến Stamford Bridge. Ngược lại, Man City chỉ mới bỏ ra 21 triệu bảng để ký hợp đồng với ngôi sao chỉ cánh Savio từ Troyes, vốn thuộc sở hữu của tập đoàn City Group. Tuy nhiên, Man City phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc gian lận tài chính. Fabrizio Romano đưa tin West Ham đang chuyển hướng sang Wan-Bissaka sau khi đạt thỏa thuận chuyên mộ trung vệ Jean-Claude Todibo của Nice. West Ham thậm chí có khả năng hoàn tất việc chuyên mộ hậu vệ phải của Man United trong những ngày sắp tới nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Điều đó sẽ mở đường cho Man United ký hợp đồng với Mazraoui từ Bayern Munich. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như Romano đưa tin, Wan-Bissaka có thể ra mắt West Ham trong trận đấu mở màn ngoại hạng Anh với Aston Villa vào ngày 17 tháng 8. Tương tự, Mazraoui cũng có thể góp mặt khi Man United tiếp đón Fulham vào cuối tuần sau. Người hâm mộ Man United Sam Mazraoui, người từng có khoảng thời gian làm việc với Erik ten Hag tại Ajax, là phiên bản nâng cấp của Wan-Bissaka sau những màn trình diễn không ổn định của Wan-Bissaka. Cựu hậu vệ của Crystal Palace hạn chế trong khâu hỗ trợ tấn công và liên tục gặp chấn thương trong những mùa giải gần đây. Với West Ham, họ tìm kiếm một hậu vệ phải là chuyện bắt buộc sau khi đã thanh lý bộ đôi Ben Johnson và Thilo Kehrer. West Ham hiện chỉ còn Vladimir Kufal là cái tên duy nhất ở vị trí này. Đội bóng thành London cũng được cho là đã liên hệ với Kieran Trippier trong tuần này. Theo Carlo Ancelotti, đội hình của Real Madrid xem như ổn định. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tăng cường đội hình, ông sẽ không phải là người cản trở nỗ lực đó. Emerick Laporte là một trong những cái tên được liên kết chặt chẽ nhất với Real Madrid. Cầu thủ cũng đang rất muốn trở lại châu Âu vào mùa hè này. Những nguồn tin cho biết Real Madrid sẽ chỉ chuyển nhượng khi có cơ hội và trong trường hợp của Laporte, điều đó có nghĩa là cầu thủ được ra đi theo dạng miễn phí. Ít nhất thì Ancelotti đã chấp nhận việc ký hợp đồng với Laporte nếu điều này trở nên khả thi. Hiện tại, theo một số nguồn tin tại Ả Rập Xê Út, Emerick Laporte đang đàm phán với Al Nassr về việc thanh lý hợp đồng sớm. Vấn đề chính là Laporte đã kiếm về được 48 triệu euro trong 2 năm còn lại của hợp đồng và Al Nassr đã chi 27 triệu euro để ký hợp đồng với anh từ Man City vào mùa hè năm ngoái. Do đó, Al Nassr dù là một câu lạc bộ giàu có, nhưng rõ ràng họ không muốn để số tiền 51 triệu euro đã chi ra chỉ đổi lại một mùa giải không thành công. Chia sẻ với Sky, Rooney tin rằng Guardiola nên lựa chọn phương án tốt nhất để thay thế Southgate. Thành thật mà nói, tôi rất muốn Pep. Tôi nghĩ rằng tuyển Anh cần phải hướng đến những huấn luyện viên xuất sắc và Pep là một lựa chọn rất tuyệt vời. Cách ông ấy xây dựng lối chơi cho các đội bóng là rất ấn tượng và thực sự đội tuyển Anh sẽ có được những danh hiệu dưới sự kỷ luật của Pep. Tuy nhiên, Rooney không hề đánh giá thấp Lee Carsley, người được chọn làm huấn luyện viên tạm quyền. Rooney cho rằng Lee Carsley hoàn toàn xứng đáng với vị trí này dựa trên những thành tích trước đó. Tôi tin rằng Carsley xứng đáng với cơ hội này. Tôi đã từng chơi cùng với Lee ở Everton khi chúng tôi còn trẻ. Tôi thấy anh ấy là một người rất tốt, đồng thời là một huấn luyện viên rất tài năng. Lee Carsley đã làm việc rất hiệu quả với U21 Anh, giống như cách mà Southgate đã từng làm trước đây khi cũng đi lên từ đội U21. Vì vậy, tôi nghĩ anh ấy xứng đáng được trao cơ hội này và nếu như làm tốt, ai biết được liệu anh ấy có thể trở thành huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển Anh chăng. Mặc dù thiếu kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn, Lee Carsley đã gây ấn tượng mạnh khi giúp U21 Anh vô địch châu Âu vào mùa hè năm ngoái. Huấn luyện viên 51 tuổi này đã giành được 23 chiến thắng trong tổng số 29 trận đấu dẫn dắt U21 Anh. Al Nassr chỉ giành được 1 chiến thắng trong 8 trận giao hữu vì không có Ronaldo sau khi mùa giải trước kết thúc đầy thất bại. Ban lãnh đạo Al Nassr đang không hài lòng với huấn luyện viên Luis Castro và trận đấu tại siêu cúp Ả Rập sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng dành cho ông. Sau khi vắng mặt trong những trận giao hữu gần đây, Ronaldo dự kiến sẽ trở lại trong trận bán kết siêu cúp gặp câu lạc bộ Antwerp vào ngày 14 tháng 8. Al Nassr đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi họ không giành được danh hiệu lớn nào.
Họ để mất chiếc vô địch Saudi Pro League vào tay của đại kình địch Al Hilal và kết thúc mùa giải với số điểm kém hơn đối thủ đến 14 điểm. Họ cũng nhận thất bại tại siêu cúp Ả Rập, cúp nhà vua và bị loại khỏi Champions League châu Á. Người hâm mộ Al Nassr tỏ ra rất bi quan. Họ cho rằng câu lạc bộ này sẽ không thể thắng nếu không có Ronaldo. Chúng ta tiêu rồi, không có Ronaldo, đội bóng này chẳng là gì. Một cổ động viên khác đề nghị Ronaldo rời đội để cứu vãn sự nghiệp. Ronaldo hãy nên rời câu lạc bộ này đi, họ không giúp anh ấy đạt được bất cứ điều gì. Kể từ chấn thương ở trận chung kết Copa America, Messi đã bỏ lỡ 4 trận đấu gần nhất trên các giải đấu và khả năng trở lại thi đấu của anh vẫn chưa được rõ. Điều này đã ảnh hưởng đến giá vé của Inter Miami tại CONCACAF League Cup với nhu cầu giảm xuống khi không có mặt của Messi. Vào thời điểm này năm ngoái, theo World Soccer, hiệu ứng Messi đã khiến giá vé tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc là $12,000. Tuy nhiên, 12 tháng sau, sự vắng mặt của Messi vì chấn thương đã khiến cho giá vé giảm mạnh, với giá vé rẻ nhất cho trận thắng 4-3 trước Toronto ở vòng 32 xuống chỉ còn $4. Nhà báo Michel Kaufman của Miami Herald đã ghi nhận giá vé đang giảm dần trên podcast Inside Miami. Tôi có cảm giác rằng lượng người xem truyền hình có thể đã giảm, lượng khán giả cũng giảm theo, giá vé cũng giảm và nhìn chung có lẽ sự quan tâm không còn cao. Messi đã có màn ra mắt rất hoành tráng tại League Cup 2023, giải đấu đầu tiên của anh sau khi chuyển đến Inter Miami. Messi cũng đã cùng với đội bóng của mình giành chức vô địch. Real Madrid chưa thông báo về tình trạng của Juan Martinez, tuy nhiên theo một số nguồn tin thân cận, hậu vệ 16 tuổi này đã bị rách dây chằng chéo trước trong khi tập luyện. Hiện tại, Real Madrid đang tiến hành kiểm tra kỹ hơn cho Juan Martinez để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Theo truyền thông Tây Ban Nha, chấn thương của Sergio Ramos mới rất nặng và ngôi sao tuổi teen này có thể sẽ phải nghỉ từ 6 đến 7 tháng. Juan Martinez được ví với Sergio Ramos khi có ngoại hình, phẩm chất và lối chơi rất giống với huyền thoại của Real Madrid. Việc Juan Martinez phải nghỉ thi đấu dài hạn sẽ khiến Real phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng. Như đã biết, lực lượng ở trung tâm hàng thủ đang là vấn đề khiến Ancelotti đau đầu sau khi Real Madrid chia tay Nacho, còn Alaba chưa hàng ngày trở lại sau chấn thương dây chằng từ năm ngoái. Vì Juan Martinez thể hiện tiềm năng lớn ở đội U19 và tour giải đấu hè vừa qua, nên Ancelotti dự định đôn ngôi sao 16 tuổi này lên đội 1 trong thời gian chờ Alaba hồi phục. Thế nhưng, vì Juan Martinez bất ngờ gặp chấn thương nặng, nên Real Madrid có thể sẽ phải cố chiêu mộ thêm một trung vệ nữa trong phần còn lại của phiên chợ mùa hè.